Vâng, nông dân cộng sản Zubi xin chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến nhé. Hôm nay Zubi sẽ live hai chủ đề. Thứ nhất, nói về cái tin cực kỳ nóng, đó là bà Tuệ Lan tố cáo cái tổ chức Đào Minh Quân lừa đảo tiền của bà. Cái bà Tuệ Lan này này cũng là một thành viên trong cái tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân, mà bà này lên tiếng tố cáo cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân này lừa đảo cái tiền của bà. Bà Tuệ Lan là giám sát viên kiêm phát ngôn viên của cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân, tố cáo Đào Minh Quân lừa đảo chiếm đoạt 11.000 đô la của bà và nhiều cái thành viên khác trong cái tổ chức này. Bà Tuệ Lan tuyên bố rời khỏi cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, tức cách đây có hơn một tháng rồi. Ngay lập tức ấy, đã bị Đào Minh Quân đe dọa sẽ trừ khử và bị bà ấy vạch rõ cái bộ mặt, cái chiêu trò lừa đảo bịp bợm của cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân này này. Mà thực tế nhiều người dân ở trong nước cũng do tin lời của Đào Minh Quân này, nào là có 12 sư đoàn, nào là 36.000 quân, nào là lấy lại đất tổ không làm khổ dân, vân vân. Nhiều người đã tham gia, đăng ký tham gia vào cái tổ chức khủng bố lừa đảo của Đào Minh Quân này này, nên đã bị chính lực lượng an ninh và người dân trong nước này tố cáo và bắt xử lý trách nhiệm hình sự. À, cái khung phạt cho cái tổ chức, những người tham gia vào cái tổ chức này rất là cao, người ít nhất cũng 3 đến 5 năm tù, còn nhiều người ấy, từ 7 đến 13, 14 năm tù. Đấy. Mà điển hình nhất ở đây Dương Vy nhắc lại cái vụ việc mà ba cha con gia đình ông Vương Văn Thả đó, xong nhiều người được ông Đào Minh Quân phong tướng phong tá làm tỉnh trưởng tỉnh này tỉnh kia, khu vực này khu vực nọ. Đấy, đây là cái thông tin hữu ích để cho tất cả những người Việt Nam ở trong nước không nên nhẹ dạ cả tin, để cho những kẻ lừa đảo ở hải ngoại nó dụ dỗ vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý nhá. Mà cảm ơn bà Tuệ Lan này này, cái bà giám sát viên kiêm phát ngôn viên của cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân này, nên là nhiều người dân trong nước qua đấy biết được rõ cái bộ mặt thật của cái tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân này. Tôi cũng hy vọng ấy, mọi người hãy chia sẻ những cái thông tin bổ ích này đến cộng đồng để nâng cao cái tinh thần cảnh giác, tránh làm hại đến bản thân và những người khác. Đó. Mà cái tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân này, trong đó nhiều người là cán bộ, như công nhân này, giáo viên này, đặc biệt là giáo viên ấy, bị mắc lừa rất là nhiều. Và một số lực lượng công nhân ấy, những người dân cũng bị mắc lừa cái tổ chức Đào Minh Quân này. Hiện nay ấy, ở hải ngoại có các tổ chức khủng bố vừa lừa đảo, vừa bịp bợm mà vừa xúi người dân vào tù. Thí dụ như tổ chức Việt Tân này, tổ chức Đào Minh Quân này, tổ chức Nguyễn Hữu Chánh này, tổ chức Trần Thanh Đằng này. Đấy, tổ chức Trần Thanh Đằng vừa mới thành lập nhé. Cái tổ chức Triều Đại Việt thì bây giờ nói chung tan rã rồi. Trong đó có rất là nhiều các cá nhân nó tuyên truyền xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam. Cái bản chất của chúng ấy, với cái ý đồ, cái mưu mô của chúng là kích động, bạo động này, khủng bố, lừa đảo. Chúng ta là mỗi một công dân Việt Nam nên hãy cẩn trọng, đề phòng cảnh giác cực cao, cao độ với cái bọn phản động đầu bù răng bựa này. Đấy. Và đồng thời ấy, chúng ta cùng nhau hãy vạch mặt những cái tổ chức khủng bố, những cái thành phần phản động, đặc biệt là những cái tên xuyên tạc viên ở trên các trang Facebook này, hoặc là các đài phản động này, để tránh gây họa
cho chính những người dân của chúng ta và đất nước của chúng ta. Đấy. Đồng thời qua đó cũng bảo vệ cho cái nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng là một. Cái thứ hai, bảo vệ chính mình và gia đình của mình, bảo vệ quê hương đất nước. Đó. Chúng ta hãy cùng nhau cất lên tiếng nói để bảo vệ vì một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay lan tỏa những thông tin trung thực, lên án bài trừ những âm mưu gian ác của các tổ chức cá nhân nó vô đạo đức, mà lúc nào lên đây cũng đưa ra đầy những cái đạo đức giả, đầy những cái lời nói mị dân. Đấy, mà lời nói của bọn chúng toàn là đánh tráo khái niệm. Lát Dương Vi sẽ đi vào phân tích một cái clip, cái đó nó vừa đánh tráo khái niệm mà vừa là lập lờ đánh lận con đen. Người dân người ta muốn hiểu nào hiểu, không hiểu cũng chẳng ảnh hưởng ai, mà hiểu sai thì chỉ có tự mình làm cho đất nước, gia đình mình ảnh hưởng nguy hại. Đó là một cái clip mà hiện tại bọn chúng chia sẻ thông qua trang group cá nhân là một này. Cái thứ hai á là thông qua Messenger, mà ai sử dụng TikTok ấy, thì bọn chúng chia sẻ lại càng nhanh hơn đấy. Mà hầu như cái phần mềm TikTok này ai cũng tải, nhưng mà Dương Vi không tải cái phần mềm TikTok này bởi vì nó nhiều cái lý do khác nhau, nó không đảm bảo cho cả điện thoại mình. Tất cả những gì mà ông dạy đều chúng tôi thấy sai hết rồi. Ông dạy mình phải kiên nhẫn, nhưng mà quý vị ơi, đồng nhiệm nào mà lỡ lời thì chết liền, chết không chịu ngáp luôn, không kịp ngáp luôn đó quý vị. Và vô họp thì mọi người sợ ông đến nỗi ngồi im thinh thích, kể cả tôi. Bởi vì em nào mà hớ ra một câu mà nói tin tức gì bên ngoài thì ông chấp vấn cho đến khi không trả lời được. Và sau khi mà không trả lời được á thì ông quát mắng. Cho nên khi vào họp thì ít có ai mà dám mở miệng lắm. Mà tôi là người biết như vậy, cho nên tôi là ít bị chửi, là tại vì tôi không dám nói câu gì hết. Nghĩa là nói chung là chỉ có nghe thôi, chứ không có dám mở miệng. Đó là như vậy đó. Ông dạy kiên nhẫn nhưng mà chẳng có kiên nhẫn. Ông dạy dĩ hòa vi quý, phải biết thương nhau, phải hủy bỏ, phải tha thứ. Nhưng mà bây giờ tôi kể sơ về chuyện Đăng Tà. Đăng Tà là một người đã hy sinh làm việc như thế nào thì đồng bào biết rồi, tôi không kể. Và cũng đã lặn lội bao nhiêu thời gian bỏ ra để đi tới tội nghĩa đường, rồi quý vị cũng thấy rồi. Nhưng mà một khi Đăng Tà nói về chuyện đồng nhiệm Mimi, nói cái câu giống như là xúc phạm đến người dân, đến đồng bào, thì lên tiếng muốn ông phải xin lỗi. Nhưng mà Mimi em ru không có xin lỗi. Thì cái cuộc đó có nói qua nói lại thì như thế nào thì đồng bào cũng biết rồi. Nhưng mà một hôm á, chính ông Trí đã cá với ông Đào Minh Quân là ông Trí có khả năng nói cho em Đăng Tà đó, ông Đăng Tà đó xin lỗi. Rồi cá nhau về cái gì đó thì quý vị cũng nghe rồi. Thì đồng nhiệm Trí đã nói chuyện với Đăng Tà và Đăng Tà đã lên xin lỗi liền. Nhưng mà cuộc xin lỗi này chẳng những không được chấp nhận mà còn nặng hơn nữa quý vị. Đã xảy ra trong một FCC thì đại khái có đưa ra cái chuyện Đăng Tà xin lỗi. Nhưng mà có một em cuối cùng
là nó lên tiếng nó binh cho Mimi. Thì sau đó thì ông quát mắng lên nha. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái cô đồng nhiệm Triệu Thị Trinh cũng nói lên cái sự thật, thì quý vị ai đã nghe rồi thì tôi chỉ nhắc vậy thôi. Nhưng mà ông đã dùng một cái power, một cái quyền lực của ông tấn công cô Triệu Thị Trinh tới tấp. Tất cả quý vị ai cũng nghe, không phải hôm nay một mình tôi nghe, mà tấn công tới tấp thì Triệu Thị Trinh rất là can đảm, cũng trả lời tới tấp luôn. Và cuối cùng một câu hỏi chót thì Triệu Thị Trinh trả lời rằng chúng ta đã nói rằng chúng ta là vĩ hòa vi quý, thương dân như con, cư xử với dân như cha mẹ, thì tại sao Đông Tà đã lên tiếng xin lỗi mặt mình không vĩ hòa vi quý? Thì lúc đó ông Đào Văn Quân thấy bị kẹt rồi, cho nên ông mới mở một lời ra là ông khen Triệu Thị Trinh hay quá, biết dùng câu nói đó. Nhưng mà ông cũng vẫn chưa chịu im. Một lát sau ông mắng nhiếc tiếp, và ông cho rằng Đông Tà là bọt bèo. Cũng vì hai chữ bọt bèo đó cho tới hôm nay nó mới có kết quả hôm nay đó. Thì tại sao Đông Tà chỉ là một người ủng hộ cho chính phủ? Ông em rất có công, thì em cũng đâu có lỗi đâu. Nhưng mà em đó đứng ra để xin lỗi, để muốn dĩ hòa dưới. Thì tại sao ông không nhận? Mà ông đã dạy trên FCC rằng tất cả chúng ta phải buông bỏ, thì tha thứ, thạch bát thớt, nào là bãi bài học để trở thành người Việt chân chính. Thế nào là người Việt chân chính? Đọc hoài ba lần trong FCC mà tôi thấy đồng nhiệm thì thuộc, mà ông Đào Minh Quân không có thuộc. Ông Đào Minh Quân không có cư xử đúng những gì ông dạy. Quý vị ơi, khổ quá. Cho nên hôm nay tôi phải nói lên một cái vài sự thật như vậy. Và như những việc ông dạy tôi là ông thoát mục, ông thông minh, ông đã tổ chức ra ban nhạc để ông gọi là vượt ngục một cách thần kỳ. Thì chính tôi là cái người đã từng nói cho FCC là khen tặng ông thông minh, cho nên ông đã vượt ngục thành công một cách thần kỳ. Nhưng mà ôi thôi, quý vị có biết không, cái đó không phải là sự thật. Gần đây có một lần đến Alpha là tư gia của ông, cái phòng họp, thì ông mở miệng nói với tôi một câu, tôi không biết ý ông muốn gì. Ông nói là ông muốn vượt ngục lúc nào cũng được hết, nhưng mà ông muốn ở lại để giúp đỡ anh em. Tôi hiểu là chắc ông muốn khoe cái tài giúp đỡ của ông. Thì tôi cũng nín thinh chứ tôi có nói câu gì. Nhưng mà gần đây thì anh em lên tụ nghĩa đường làm, ăn rồi ở ngủ đêm luôn. Thì ông ở lại khuya, thì ông kể cho các anh em đó nghe, trong đó có đồng nhiệm Trí, Trường Văn, ông Thắm, đại khái là vậy, có MC Hòa, có đến những mấy anh em ngủ tại đó. Thì chính ông Đào Minh Quân nói là ông vượt ngục có sự giúp đỡ của mấy anh em đại khái của Việt Cầm, của mấy anh em ở trong Việt Cầm á. Đại khái là ông nói ông vượt ngục mà có mấy người đi giúp đỡ, mà ông nói một cách tự nhiên như vậy đó quý vị. Thì cái lúc ông dạy tụi tôi để lên nghĩa bài diễn đàn nói về cái sự nghĩa là cái bằng vượt ngục một cách thần kỳ, nghĩa là không phải nói bằng cái giọng của thằng Việt Cộng, cái vùng miền phải nói được cái giọng của vùng miền, rồi phải biết ra
ăn cắp chiếc xe làm sao để lái chạy nữa. Thì tôi cũng tha son lên là diễn đàn, cũng viết tha son vào giờ phấn thêm công chuyện cho nó ly kỳ. Nhưng mà bây giờ thì ổng tự xác nhận là ổng ra đi vượt ngục đó có sự giúp đỡ của Việt Cộng. Thì bây giờ mình ngẫm nghĩ lại thì mình đã làm gì? Mình đã làm sai rồi. Mình vô tình quảng cáo tên tuổi của một người mà mình vô tình làm mình quảng cáo láo xạo rồi quý vị ơi. Rồi chưa đủ, nhiều chuyện nữa lắm. Thì hồi tôi mới vô á thì lúc đó còn cái cô đồng nhiệm Kelly. Cái cô này á thì cũng lanh lắm và cũng ra vẻ hăng say lắm, muốn phục vụ, muốn giúp đỡ, cũng muốn nổi tiếng. Và nhất là cái công ai làm á cổ cũng dành là cổ làm hết trơn. Cái một hôm đó cổ dám nói trước mặt ông Đạo Minh Quân và có tôi trong cuộc họp, ông cũng cổ cũng dành cái công của tôi. Thành thử ra tôi đã ngồi suy nghĩ, mình đã thấy cổ hay dành công của người khác mà người khác người ta nín, giờ chẳng lẽ mình cũng bị nữa, mình nín hay sao? Nên tôi mới lên tiếng. Mà khi tôi lên tiếng, tôi nói chuyện với Đào Minh Quân thì Đào Minh Quân lên tiếng là binh vực tôi. Mà bây giờ kể ra nữa nó dài dòng lắm. Thì vì cái chỗ ông Đào Minh Quân vinh binh vực tôi thì mít làm cổ, mít làm cổ cái chỗ khắp cổ chạy vô trong đại khái trong cái room không phải cầu tiêu. Thì tôi ngồi ngoài này tôi thấy không ổn rồi, mình đã chặt người đó khóc rồi thế nào không ổn. Cho nên tôi mới nói một câu chuyện, tôi kể lại một cái chuyện mà chính mắt tôi thấy, chính lỗ tai tôi nghe. Tôi mới nói là cái bữa cách đây bao lâu đó, là trước có ông Đào Minh Quân và vợ ông Đào Minh Quân ở chỗ phòng họp, tại cửa phòng họp. Thì ông Đào Minh Quân muốn đại khái có người nào đó mua một cái nón, làm một cái nón mà sao cho giống cái áo quân đội của ổng. Thì ổng mới kêu phu nhân của ổng đem cái áo ra để mà người ta cầm cái áo để người ta mua cái nón. Thì khi đem cái áo ra thì ông mới nói cái câu này: cái áo này giặt chưa, hôm trước là anh đã mặc rồi đó. Thì bà tổng thống mới trả lời rằng em giặt rồi. Thì tôi cũng đứng ngay chỗ đó, thì cách tôi chưa đầy một thước thì Kelly cũng đứng đó. Thì Kelly mới nói vậy nè: không cần giặt đâu, để cho cổ hửi hơi, để cho cổ hửi hơi, không cần giặt. Tôi nghe mà cổ nói đến những hai lần ông cổ nói là không cần giặt, để cho cổ hửi hơi. Tôi nghe mà tôi giật cái mình, trời ơi, đòi hửi hơi của ông tổng thống, vậy thì cô này là ai? Thì tôi mới kể lại câu chuyện đó cho ông tổng thống nghe, ông Đào Minh Quân nghe. Ông Đào Minh Quân nín thinh, không hề nói tôi một câu gì hết. Biết tại sao không? Tại vì tôi có tả lại lúc đó tôi đứng tại chỗ đó, bà vợ đứng chỗ đó, ông Đào Minh Quân đứng chỗ đó, cô Kelly đứng chỗ đó. Và ông Đào Minh Quân nói cái gì, bà vợ nói cô gì, và cô Kelly nói cô gì. Thì ông biết là tôi là cái người có mặt tại chỗ đó, cho nên tôi nói nó không có sai quý vị. Cho nên ông Đào Minh Quân nín thinh, im ru, không nói gì với tôi hết cả. Đó là một chuyện. Và gần đây thì ổng lại nói câu này với tôi, cũng tại Alpha mà chúng tôi đã từng ca tụng ông lên tụ nghĩa đường là vì muốn ông tu bản thân và ông đi tìm đường để cứu nước.
Nhưng mà hôm nay ông lại nói với tôi tại phòng họp, ông nói như thế này. Ông nói là khi ông lên trên cái chỗ gì, San Francisco cũng phải, San Jose mà ông hội họp á, thì trên đó có lắm bà thương ông chạy theo ông, có lắm bà thương ông chạy theo ông, vì cái chỗ đó mà những người đi theo đó không phải là chưa chồng. Ông nói như vậy, những người đi theo ông lại là những bà có chồng, vì kẹt chỗ đó nên ông mới chạy tuốt lên tụng cái đường ông trốn. Tôi nghe cái đó nó chết rồi. Vậy thì mình ca tụng ổng lên tụng cái đường để tu tâm, thì bây giờ chính miệng ổng nói là ổng đi trốn mấy bà thì chết rồi. Vậy là mình vẽ rồng vẽ rắn rồi, chết rồi. Thì thôi, tôi nói cho quý vị biết sự thật nó như vậy đó. Như vậy thì cái chuyện mà ông lên tụng nghĩa đường đâu phải là ông tìm đường để giải phóng đi làm chính trị chính em, mà là đi trốn đường bà. Tôi cũng rất là ngạc nhiên. Và cũng tại Alpha nữa, thì ông cũng nói với tôi một câu này nè. Ông không có nói tên nha. Ông nói là có một người rời khỏi chính phủ này, cạo đầu đi tu, mà còn đổ thừa là chính phủ này không có công bằng. Tu cái gì? Tuốt tuồn tuột mà tôi không thèm. Tôi nghe thì tôi khiếp sợ quá. Ông nói là cái bà đó tuốt tuồn tuột trước mặt ổng mà ổng không thèm. Ông nói mà ổng vừa cười. Tôi thì ngồi mà muốn run luôn. Tại vì tôi hiểu, nếu mà một người bà đàn bà tuốt tuồn tuột mà theo kiểu ông nói á, thì không lẽ tuốt tuồn tuột ở ngoài đường, thì phải là trong một phòng mà có hai người chứ. Thì trong trường hợp nào mà trong phòng có hai người? Nhưng mà người ta đã yêu thương ông đến nỗi như vậy thì tại sao ông khoe với tôi là để làm gì? Ý ông muốn nói là ông có giá trị với đàn bà như vậy đó sao? Nhưng mà với tư cách của một người, tôi nói là một người lớn, chức lớn, đại diện cho toàn dân, mà phát ngôn một câu như vậy đó thì đàn bà nghe và hiểu, tôi không muốn nói. Như vậy thì tôi nghĩ, quái, tại sao người ta có thể nói được như vậy? Cho nên nửa tiếng sau, khi ông rời khỏi Alpha, thì tôi vào trong nhà bếp, tôi nói với bà. Tôi nói, bà ơi, tôi mới vừa nghe câu nói đó của ông Đào Minh Quân. Ông nói như vậy đó. Ông nói là một người đi rời khỏi chính phủ, cạo đầu đi tu, mà còn đổ thừa là chính phủ này không công bằng. Mà tôi có nổi gì? Tuốt tuồn tuột trước mặt tôi mà tôi không lấy. Tôi cũng không hiểu là tại sao ông nói vậy. Nhưng mà chính tôi đã học lại với bà. Tôi có học. Còn cái chuyện bà có dám nói với ông hay không, chuyện đó tôi không biết. Rồi còn thêm một chuyện nữa mà gần đây tôi mới biết. Đó là cô Lâm Ái Huệ. Thì Trọng Nguyễn đã lên tiếng rằng cái kỳ mà đi dưới xuống Minnesota đó, thì chúng tôi là đàn bà, cho nên chúng tôi ngủ tại nhà của William Lê, trong một phòng 4 người đàn bà ngủ chung, 4-5 người ngủ chung trong một phòng. Nhưng mà Trọng Nguyễn đã kể rằng Trọng Nguyễn là người lái xe đưa ông Đào Minh Quân và cô Lâm Mã Huệ tới hotel. Thì tôi nghe thì nghe, nhưng mà tôi không có kết luận. Và gần đây em Trường Giang ở Úc
đã nói với một đồng nghiệp rằng buổi sáng mà trước khi đi Sydney á, Trường Giang có nhiệm vụ là tài xế cho ông Đào Minh Quân, cho nên tới một cái đó là cái ấp Bạc Măng để rước ông Đào Minh Quân. Thì khi em tới thì em thấy ông Đào Minh Quân và Lâm Á Huệ ở trong phòng khách như vậy đó. Thì tôi cũng chẳng có ý gì, nhưng mà sau đây tôi nói cái thật của tôi biết cho quý vị nghe luôn. Là trong khi làm việc thì có những chuyện nó xảy ra. Tôi nói thí dụ là em Chu La Bùi đã vào chính phủ, em đã làm việc rất là hăng say. Với cái khả năng sẵn có của em là một tốt nghiệp ở hải ngoại, trẻ tuổi, năng nổ, cũng đẹp gái, cao ráo, có làm việc, cho nên cách làm việc của em có tổ chức, là một người xứng đáng. Cho nên mọi người ở trong cái group này đều nhìn em có một cái giá trị đặc biệt riêng, và kể cả tôi nữa. Thì chính cái đặc biệt đó mà ông Đào Minh Quân đã yêu cầu làm việc này làm việc nọ thì em luôn luôn hoàn tất. Nhưng mà những việc nhỏ thì thôi, còn những việc lớn quan trọng đều bị cô Lâm nó quậy chặn không cho làm. Và chính Chu La Bùi đã báo cáo với ông là Chu La Bùi đã không được phép làm. Thì chính ông Đào Minh Quân nói với Chu La Bùi đề cái câu là theo lệnh, làm theo lệnh của tổng thống. Thì em Chu La Bùi nín hình, thì ông lại nói bộ sợ hay sao, cứ viết là theo lệnh của ông Đào Minh Quân. Thì em Chu La Bùi viết lại là Chu La Bùi chấp nhận làm và theo lệnh của ông Đào Minh Quân. Nhưng mà kết quả thì sao quý vị? Cô Lâm Á Huệ cản không cho làm. Đã một lần như vậy mà cản thì ông Đào Minh Quân không có lên tiếng nữa. Khi cô Lâm Á Huệ cản thì ông Đào Minh Quân không có lên tiếng quý vị. Rồi một lần thứ hai nữa là ông bảo Chu La Bùi dịch ra cái tiếng Anh cái cuốn hiến pháp, thì Huệ Lăng cũng không cho luôn. Đó. Rồi thì ông mới biểu Lâm, cô Chu La Bùi là cũng đề cái câu làm theo lệnh của tổng thống từ trang 1 đến trang 19. Thì Chu La Bùi cũng báo cáo với Bộ Tư lệnh là sẽ làm từ trang 1 đến trang 19. Nhưng mà sau đó vài ngày thì cô Huệ cũng lên tiếng là không cho Chu La Bùi dịch nữa quý vị. Mà trong khi Chu La Bùi tiếng Anh giỏi, đọc tiếng Anh trong FCC nghe rất hay, nghĩa là con người có trình độ, có kiến thức, nhưng mà đều bị Lâm Á Huệ chặn hết rồi quý vị. Nhưng mà tôi thắc mắc là chặn thì được, nhưng mà tại sao ông Đào Minh Quân không lên tiếng? Một khi mình một cái địa vị cao cấp nhất, mình ra lệnh, mà tại sao có một người khác chặn không cho làm, thì tại sao mình không lên tiếng? Nếu tôi thì tôi phải đem ra xét xử. Tại sao lệnh của tôi mà dám cản không cho làm? Nhưng mà tôi không biết cái sự quan hệ giữa ông Đào Minh Quân với cô Lâm Á Huệ như thế nào mà ông Đào Minh Quân phải lùi bước như vậy. Đó là quý vị tự hiểu. Tại vì tôi thấy rằng cái việc mà ông ra lệnh cho Chu La Bùi phải làm việc thì cũng là điều đúng. Tại vì em nó tiếng Anh giỏi, giờ cộng thêm có trình độ nữa thì em làm rất tốt. Và chính ông cũng đã thấy vậy. Nhưng mà tại vì cô Lâm Đông, cái cô Lâm Á Huệ cản không cho, cho nên việc đó không xuất tiến.
Nhưng mà ngộ quá, tại sao không xuất tiến mà ông Đào Minh Quân cũng nín thinh luôn. Rồi qua chuyện một khác, thì sau này ông Đào Minh Quân mới đại khái viết thơ kêu gọi Chu Lo Bùi xuống Tư Gia để ổng huấn dụ. Thì Chu Lo mà trước cái đó là trước cái ngày 30 tháng 4 của năm 2020, trước mấy ngày, xuống mấy ngày vậy đó, thì Chu Lo Bùi nó cũng tuân lệnh xuống, thì ổng cũng ra vẽ để dạy cho Chu Lo Bùi và tìm hiểu những thông tin của Chu Lo Bùi, nghĩa là thông tin cá nhân đó quý vị. Thì Chu Lo Bùi nó nghĩ là đây là một vị mà nó kính trọng, thì hỏi gì nó nói đấy. Thì ổng đã nắm hết những tin tức cá nhân của người ta. Rồi sau đó ổng gọi người ta xuống nữa, thì cái cô này đã có rồi, đã nghi ngờ rồi. Vì cái hành động của ổng, người ta đã nghi ngờ rồi, cho nên cô này đã từ chối. Ổng nói là đi xuống đi, thì ổng chính ổng ra tận phi trường ổng rước đó quý vị. Nhưng cô này từ chối. Và sau khi cô này từ chối thì cô này đã làm đơn ra khỏi chính phủ quý vị. Thì quý vị biết vâng, một lần nữa Nông Dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào các anh, các chị và các bạn mến nhé.